Con ghét mẹ. Cô Hạnh đi bán hoa quả về đấy à? Hôm nay không bán hết hàng hay sao mà còn nhiều thế? Vâng, hôm nay chợ vắng quá bà ạ. Tôi nghe nói chồng cô lên thành phố kiếm được nhiều tiền lắm, sao cô vẫn phải vất vả thế? Dạ, chồng cháu cũng mới làm ăn được thôi bà ạ. Anh ấy cũng còn phải tích cóp đầu tư nữa chứ. Không khéo, chú ấy kiếm được tiền lại mua nhà trên thành phố, rồi đón mẹ con cô lên đó ở cũng nên ấy nhỉ. Lúc đây cô tha hồ mà sướng nha. Ngày ấy chắc còn lâu lắm bà ạ. Làm ăn trên thành phố cũng khó khăn, chứ không đơn giản đâu ạ. Cũng biết thế, nhưng chắc là cũng hơn ở thôn quê mình nhiều. Mẹ về rồi ạ? Ừ, thế ở nhà con đã nhặt rau giúp mẹ chưa hả? Sáng nay mẹ hứa đi bán hàng về, mẹ sẽ mua gì đó cho con ăn cơ mà. Con chán ăn cơm rau lắm rồi. Nhưng hôm nay hoa quả ế quá, cho nên... Lúc nào mẹ cũng vậy. Chỉ là một bữa ăn ngon thôi mà mẹ cũng tiếc với con. Minh à, sắp tới là sinh nhật con rồi. Con muốn mẹ mua cho con một món quà gì không? À, con được mua quà hả mẹ? Con muốn... À, con muốn một chiếc máy bay điều khiển từ xa, có thể bay dèo 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 như bạn Thành đó mẹ. Mẹ mua cho con nha. Ờ, à, bộ đồ chơi đó rất đắt, mẹ không có đủ tiền để mua. Hay thế này, mình ráng học giỏi, đến khi bố về, mẹ bảo bố thưởng cho con nhé. Mẹ chán thật, mẹ chẳng thể mua cho con những món đồ con thích. Bố nói là tuần sau bố về đó. Tuần trước mẹ cũng nói là tuần này bố sẽ về, tuần này mẹ lại nói là tuần sau bố về. Dạo này chắc là bố con bận, cho nên bố cũng không gọi điện về cho mẹ, mẹ cũng không rõ nữa. Nếu mà bố không về là mẹ phải mua đồ chơi cho con đó. Con không biết đâu, sinh nhật của Minh mà. Mẹ đâu tiếc con điều gì, nhưng hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, mẹ bán hoa quả đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Mẹ còn phải tiết kiệm tiền để sau này lo cho con nữa chứ. Lúc nào mẹ cũng vậy, con chán mẹ lắm. Con trai, hôm nay là sinh nhật con, mẹ chúc con luôn học giỏi và chăm ngoan nhé. Đây là quà của mẹ tặng con. Mẹ, là món quà này sao? Con đâu có thích cái này. Cuốn sách này rất bổ ích đó, phù hợp với lứa tuổi của con. Mẹ không được học hành nhiều, nhưng cô bán sách nói rằng cuốn này các bạn nhỏ thuộc lứa tuổi của con rất thích. Con nói là con thích một chiếc máy bay mô hình có điều khiển cơ mà. Mẹ cũng có hỏi, nhưng chiếc đó rất nhiều tiền. Mẹ nghĩ là mẹ sẽ gom góp tiền, chờ tới sinh nhật sang năm của con thì mẹ sẽ mua tặng con món quà đó, được không? Giờ thì con thử đọc cuốn sách này xem, thế nào con cũng thấy nó thú vị. Con không cần cái này. Mẹ đúng là một bà mẹ nghèo khổ, cái gì cũng không thể mua được cho con. Con ghét mẹ. Mình, con nói gì thế? Sao con có thể hỗn với mẹ như vậy? Mình, Mình, con đi đâu thế hả? Con đứng lại. Mình ơi, Mình ơi. Bác Toàn ơi, bác có thấy thằng Minh nhà cháu sang bên này không ạ? À? Không thấy đâu cô, muộn rồi. Nhà nào cũng đi ngủ hết rồi. Chắc nó không vào nhà ai đâu. Sao lại đi chơi tới giờ này chưa về hả? Khổ thế cơ chứ. Thôi, cháu đi tìm thằng bé đây ạ. À. Cô thử đi ra bờ đê xem sao. Lúc chiều tôi thấy bộ trẻ chơi ngoài đấy rất đông. Hay là nó mãi chơi rồi ngủ quên ngoài ấy rồi. Vâng, cháu cảm ơn bác. Trời ơi, không biết thằng bé đi đâu.
giờ đã muộn lắm rồi. Minh ơi, có chuyện gì với con thì mẹ làm sao sống nổi. Minh, con đâu rồi? Con đi đâu thế hả? Mẹ tìm con suốt đêm. Trông con kiểu gì vậy? Anh cũng về đấy ư? Thằng bé nhờ người gọi điện thoại cho tôi từ sáng sớm nay. Tôi liền về luôn xem thế nào. Cô vào trong nhà, tôi có việc muốn nói với cô. Minh, con ra giường chơi để bố mẹ nói chuyện nha. Anh nói gì cơ? Chúng ta sẽ ly hôn ư? Nhưng tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Anh xin lỗi, nhưng từ lâu chúng ta không sống cùng nhau, tình cảm ít nhiều cũng phai nhạt. Nhờ có cô ấy mà công việc của anh mới có thể thành công và suôn sẻ như bây giờ. Em hiểu rồi. Chắc là giờ đây anh không còn phù hợp với người vợ thôn quê này nữa. Nhưng con trai chúng ta. Thằng bé sẽ không sao cả đâu. Dù gì nó cũng phải chấp nhận một sự thật là bố mẹ nó không thể đi chung một con đường nữa. Anh không thể vì con mà nghĩ lại ư? Anh đã nói rồi mà, chúng ta không còn tình cảm nữa. Là anh không còn tình cảm với em nữa, chứ không phải em hết tình cảm với anh. Anh đã có người mới và anh đã thay lòng đổi dạ. Thôi, em đừng nói những lời đó, chả có ý nghĩa gì nữa đâu. Em cũng chẳng thể níu kéo được anh. Em chỉ thương con mà thôi. Vậy hãy để con trai của chúng ta sống cùng em. Dù sao hai mẹ con em cũng luôn ở bên cạnh nhau từ khi nó chào đời tới giờ rồi. Hãy để con trai của chúng ta tự quyết định việc ở chung với bố hay với mẹ. Mình chắc chắn sẽ muốn sống với em thôi. Bấy lâu nay anh lên thành phố làm việc, nó chỉ biết đến mẹ mà thôi. Nhưng ý em muốn nói, từ giờ chúng ta phải chia cắt. Con trai chúng ta sẽ đau khổ thế nào khi mất đi tình cảm của bố. Nhưng anh cũng sắp có thêm một đứa con nữa rồi. Em hãy hiểu cho anh. Trời ơi, thì ra là thế. Hóa ra bấy lâu nay anh không trở về nhà là vì anh sắp có thêm một đứa con nữa với tình nhân ư? Sao anh nỡ làm thế với em? Chúng ta còn chưa ly hôn cơ mà. Hoàn cảnh xô đẩy, anh cũng không nghĩ là mọi chuyện lại như thế này. Con thấy đấy, bố mẹ không thể sống với nhau được nữa. Bố sẽ có người vợ khác, con cũng sắp có thêm em. Bố mẹ cũng đã hỏi con xem con muốn sống với bố hay với mẹ. Vậy là bố mẹ đã cho con một tuần để suy nghĩ. Giờ con nói cho bố mẹ biết là con muốn sống với ai. Con muốn sống với bố. Minh, sao con lại thế? Từ nhỏ tới giờ chỉ có mẹ là người luôn bên cạnh chăm sóc con. Mẹ tưởng là ở nhà mẹ luôn tiết kiệm với con. Con chỉ mong ngày bố về để giải phóng cho con thôi. Giờ đây mẹ chỉ có con thôi. Đừng bỏ mẹ. Mẹ nghèo lắm, con không thích ở với mẹ. Chẳng bao giờ mẹ mua nổi cho con một món quà giá trị. Ở với bố, con sẽ có tất cả. Con không muốn sống với mẹ, con ghét mẹ. Tại sao lại thế chứ? Mẹ đã làm mọi điều vì con. Tình yêu thương của mẹ dành cho con chưa đủ sao? Minh ơi, chả lẽ con cũng bạc bẽo giống như bố của con à? Tôi đã làm gì sai mà lại bị chồng con ghét bỏ thế này? Tất cả chỉ vì tôi nghèo ư? Đúng rồi, chỉ vì tôi nghèo mà thôi. Mẹ xin lỗi, Minh ơi. Mẹ sẽ cố gắng làm lụng nhiều hơn để con không phải khổ mà. Đừng bỏ mẹ. Cô Hạnh, cả tháng nay cô chỉ nằm thế này thì sống sao nổi. Thôi thì cái số nó thế, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đã mua giúp cô bát cháo để ở bàn nha. Cô dậy ăn đi, tôi về đây. À, trời ơi, cô Hạnh, cô tỉnh lại đi.
còn nghe thấy bác sĩ nói chưa? Cô bị suy nhược cơ thể rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu. Đợi cháu, giờ còn gì nữa đâu bà. Cô vẫn còn thằng con trai đó. Dù nó không sống với cô, nhưng cô cũng phải sống để chứng kiến nó trưởng thành nữa chứ. Không thể buông xuôi thế được. Vâng, bà nói đúng. Rất có thể một ngày nó sẽ nghĩ lại mà về với cháu, phải không bà? Nếu thằng bé thấy sống với bố khiến nó hạnh phúc hơn thì cô hãy tôn trọng sự lựa chọn của nó. Nói thật, tôi cũng thấy nó hơi bạc bẽo, nhưng tôi cũng là mẹ nên hiểu tấm lòng cô. Cho dù con cái có thế nào thì người mẹ cũng luôn yêu thương và một lòng hướng về con, phải không? Vâng, bà nói đúng. Thằng cu Minh sống với bố hẳn là được đầy đủ hơn sống với cháu. Vậy thì cháu phải mừng mới phải chứ bà nhỉ. Cháu phải tiếp tục sống thật khỏe để thấy nó trưởng thành. Cô lại chuẩn bị đi bán hàng đấy à? Lâu lắm rồi mới lại thấy cô dậy đi chợ đấy. Vâng, cháu sẽ đi kiếm tiền trở lại. Cháu sẽ tích tiền để còn lên thành phố thăm cu Minh bà. Cô Hạnh, ra nhận giấy chuyển tiền. Lạ thật, không có tên người gửi hả bác? Ai mà lại chuyển cho cháu nhiều tiền thế này? Cô không biết thì tôi làm sao mà biết được chứ. Thôi, cô mang giấy ra bưu điện mà nhận tiền. Nhớ mang cả chứng minh thư nữa nha. Liệu người ta có nhầm không hả bác? Tên cô rõ ràng, địa chỉ cũng đúng là địa chỉ nhà cô. Thế này thì làm sao mà nhầm được chứ? Đời thuở nhà ai được cho tiền mà lại hoang mang như cô, tôi chưa thấy bao giờ. Tại vì cháu cũng chưa từng được ai cho tiền thế này nên lạ quá. Ngẫm ra thì cháu không thấy ai cả. Cháu cũng làm gì có họ hàng nào giàu có đâu. Cái cô này lằng nhằng quá. Thôi, mau mà đi lĩnh tiền đi. Cô Hạnh, may quá gặp cô ở đây. Tôi đỡ phải vào nhà. Cô lại có giấy chuyển tiền đó. 3 tháng nay rồi, tháng nào cũng vậy. Không hiểu ai chuyển cho cháu thế bác nhỉ? Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thôi, cô nhận đi để tôi còn đi nữa. Tôi cũng thấy lạ. Giá kể mà tôi cũng có ai đó gửi tiền cho tôi hàng tháng mà không cần xưng danh thế này thì tốt quá. Bác cứ đùa cháu. Cảm ơn bác. Cháu đi lĩnh tiền luôn đây ạ. Minh, mẹ nhớ con nhiều lắm. Con không muốn sống với mẹ chỉ vì mẹ nghèo, phải không? Mẹ nhất định phải lên thành phố gặp con. Nếu cuộc sống con hạnh phúc đủ đầy, lòng mẹ sẽ yên tâm hơn. Tôi phát hiện ra thằng bé đã dối trá. Là do cô dạy dỗ con không tốt đấy. Tôi mang nó về đây trả cho cô đây. Lấy trộm tiền của bố. Ban đầu tôi tra hỏi thì nó nói là đóng tiền học. Sau đó mới lộ ra là lấy tiền để gửi về cho mẹ. Suốt 3 tháng liền. Thì ra số tiền đó. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Con chỉ muốn về với mẹ thôi. Con chọn sống với bố chỉ vì thấy bố giàu. Con sẽ lấy tiền gửi về cho mẹ để mẹ đỡ vất vả. Con trai, mẹ chỉ cần con thôi. Mẹ đâu cần tiền. Nhưng con thương mẹ. Con sợ ở với mẹ sẽ trở thành gánh nặng cho mẹ, nên con mới chọn ở với bố. Nhưng lên thành phố, con nhớ mẹ lắm. Đây là toàn bộ số tiền cô Minh đã gửi về cho em. Gửi lại anh. Thôi, em cứ giữ lấy. Hãy coi như đó là số tiền bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Không, anh cầm lấy. Những tổn thương đó làm sao bù đắp lại được bằng tiền. Chỉ cần anh mang con trai về đây là đủ rồi. Mẹ con em sẽ hạnh phúc mà không cần số tiền này. Con trai, chỉ cần con học giỏi, ngoan ngoãn là mẹ mãn nguyện rồi. Có tiền cũng tốt, nhưng đôi khi
tiền làm thay lòng đổi dạ con người lắm con ạ. Mẹ chỉ cần có con là mẹ sẽ khỏe mạnh và kiếm ra tiền thôi. Mẹ, con sẽ ở bên mẹ mãi mãi. Tổn thương riêng con. Sự đổ vỡ là điều không ai mong đợi, nhất là với người đã được làm cha, làm mẹ như chúng tôi. Alo, anh đấy à? Chiều nay anh có thể ghé về nhà ký vào đơn ly hôn không? Tôi đã soạn sẵn xong xuôi rồi. Tùy em, nếu em muốn. Tùy, nếu em muốn. Tại sao anh lúc nào cũng chỉ có mấy cái từ đấy? Việc gì anh cũng đùn đẩy cho tôi hết thế hả? Chiều anh về, được chưa? Ok, vậy tôi để sẵn trên bàn. Anh về cứ ký vào đấy cho tôi tự ra tòa nộp. Con vào ăn cơm đi. Cơm nước xong nghỉ ngơi rồi chiều dậy học bài. Mẹ đi có việc, chiều mẹ về. Vâng. À, chiều bố con ghé về nhà có mấy việc phải làm. Nếu mẹ chưa về, con cũng không được đi theo bố đấy nhé. Bố có rủ đi ăn thì cũng không đi, rồi lại đưa đến mấy chỗ nhậu nhẹt là cùng, hư cả người. Muốn ăn gì thì đợi mẹ về đưa đi, nghe chưa? Vâng. Không phải là mẹ cấm con. Thôi, lớn lên con sẽ hiểu. Giờ mẹ chỉ có mình con thôi, con hiểu không? Thôi, đến giờ mẹ phải đi rồi. Con nhớ lời mẹ dặn đấy. Phải ở nhà đợi mẹ, không được đi theo bố. Bảo Trâm, Bảo Trâm. Mẹ đâu? Con ở nhà một mình đấy à? Vâng, mẹ đi có việc ạ. Chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà để con bé ở nhà một mình thế này. Thế con đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Mẹ bảo đợi mẹ về mẹ đưa đi ăn. Thế thì chết đói à. Đi với bố, bố đưa đi ăn. Thôi, con đợi mẹ. Chắc mẹ lại dặn con đừng đi với bố chứ gì. Thôi được, mẹ con quá lắm rồi. Chỉ mong sau này lớn lên, con đừng giống như mẹ con thế này. Không đi thì bố ở đây với con, đợi mẹ về. Bố nấu mì cho con ăn nhé. Anh ký chưa? Đi đâu thì cũng để ý đến con một chút chứ. Để mình nó ở nhà thế này, muộn rồi còn chưa được ăn gì. Bảo nó đi cùng nó nhất định không đi. Em lại nhồi nhét vào đầu con bé điều gì phải không? Tự nó biết, cần gì ai phải nhồi nhét. Mà tôi là mẹ của nó, không lo cho nó thì ai lo cho nó bằng tôi. Anh đã ký rồi đấy, em làm gì thì làm. Vâng, tôi là mẹ của Bảo Trâm đây. Dạ, vâng, vâng, cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ lưu ý. Dạo này con hay lơ đễnh, kết quả học tập sa sút nhiều. Mong anh chị quan tâm đến con hơn. Không biết ở nhà con ăn uống có điều độ không? Chứ ở trên lớp, hầu như con toàn bỏ bữa. Sức khỏe của con có vẻ cũng yếu hơn. Thì thoảng còn ngủ gật. Trước kia tôi chưa bao giờ thấy con như vậy. Ôi sao số tôi khổ thế này. Chưa xong việc nọ lại đến việc kia. Không hiểu con bé bị làm sao nữa. Mình có để cho nó thiếu thốn gì đâu cơ chứ. Anh ta lại về có việc gì thế này? Em nói xem có phải bố mẹ đều chán ghét chị không? Chắc thế nên dạo này chị ít gặp bố lắm. Bố toàn đi suốt, nhiều hôm không về, chỉ gặp bố trong mơ thôi. Chỉ có em là vẫn yêu chị nhất, mẹ cũng không còn như trước nữa rồi. Mẹ toàn khóc, chị muốn lại gần mẹ lắm, nhưng sợ... Bà ngoại cứ bảo, trẻ con chẳng biết gì, nhưng chị biết hết mọi thứ. Chị biết cả ly hôn là gì nữa đấy. Ở lớp chị có bạn Minh Anh và Quốc Dũng, bố mẹ cũng ly hôn từ lâu rồi cơ. Minh An nói với chị, ly hôn là mình không còn được sống cùng bố hoặc cùng mẹ nữa đâu. Sẽ phải chọn một trong hai thôi. Bạn ấy bảo chị nên suy nghĩ từ bây giờ xem yêu ai hơn để còn chọn. Nhưng mà chị nghĩ mãi rồi mà vẫn không chọn được. Em bảo chị chọn ai bây giờ? Còn bạn Quốc Dũng thì nói với chị, ly hôn tức là trẻ con sẽ thành mồ côi, không có bố cũng chẳng có mẹ đâu.
bố Quốc Dũng đã cưới một cô rất xinh, rồi sinh cho bạn ý một em gái. Em ý gọi bố bạn ý là bố, gọi cô kia là mẹ. Thế là bạn ý mất bố, mẹ bạn ý cũng thế. Vậy là bạn ý mất luôn cả mẹ đấy. Ôi, con gái của tôi, mẹ, mẹ xin lỗi con. Bố có lỗi với con. Bố mẹ tệ lắm phải không con? Ích kỷ, vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của con, để con gái bố bị tổn thương thế này. Con biết không, dù thế nào thì bố mẹ vẫn mãi mãi yêu con. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho bố mẹ. Làm sao có thể để con phải lo chọn bố hay chọn mẹ? Bố mẹ luôn bên con, phải không Thấm? Con gái đã thật sự đánh thức chúng tôi trong một cơn mây dài lạc lối về cách ứng xử của người làm cha, làm mẹ. Dù cho cuộc hôn nhân của chúng tôi có cứu vãn được hay không, thì tình yêu dành cho con là bất biến. Chúng tôi đã không còn lôi kéo con vào cuộc chiến ly dị của mình nữa. Tôn trọng lẫn nhau để con cảm nhận được tình yêu thật sự của cả bố và mẹ. Đó là điều trên hết. Hậu duệ thiên thần. Con gái, giờ này con ở đâu? Mẹ chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Jin, con ra chơi với các bạn đi. Hôm nay nắng rất đẹp. Nếu con ra, chúng sẽ bảo con là đồ không có mẹ. Con nhìn thấy trước cái sự việc ấy rồi. Còn... tốt nhất ba nên cho con về thành phố. Ít nhất ở đó con còn có bạn Linda. Bạn ấy giống con. Bạn ấy không có mẹ. Ba không muốn Jin của ba gặp phải bất kỳ phiền phức nào nữa. Ở chốn xa lạ này, không ai biết về cha con mình. Vậy thì để con cho bọn họ biết. Này mấy bạn kia, coi chừng mưa đá sẽ làm cho mấy bạn vỡ đầu đấy. Trời ơi, nó là ma à? Sao nó biết sắp có mưa đá? Cháu Jin nhà anh chuyển đến lớp tôi chủ nhiệm cũng hơn 2 tháng nay rồi, nhưng vẫn chưa thể hòa nhập với các bạn trên lớp. Hơn nữa, các giờ học cháu đều không tập trung. Nhưng tôi thấy lạ là mỗi lần có bài kiểm tra thì cháu đều làm rất tốt, như thể biết trước đề đấy. Dạ thưa chủ tịch, ở đây vừa có mưa lớn, đường lầy lội, không thể đi tiếp được nữa. Không sao, ta sẽ xuống đi bộ. Hôm nay nhất định phải gặp được cô bé đặc biệt đó. Ôi, là bác Matt, bố của Linda. Sao bác ấy tìm đến được đây? Ba ơi, con bác Max, bạn Linda của con ấy. Có vẻ bạn ấy sắp bị bắt cóc rồi. Jin, ba con mình phải dừng chuyện này lại thôi. Từ nay hãy coi như con không thấy gì cả. Ba ơi, nhưng hình ảnh rất rõ. Nghĩa là nó sắp xảy ra rồi. Con phải gặp bác Max. Không, ông ta đang muốn lợi dụng con cho việc làm ăn của mình. Jin, đứng lại cho ba. Anh lái xe nhanh lên. Ngài thật sự tin vào những gì con bé đó nói ư? Ba, mình đừng lên chuyến tàu này được không? Bạn Jin đã nói là nó sẽ bị chìm giữa đại dương đấy. Con nói gì thế hả Linda? Con đã hứa với Jin sẽ không nói với bất kỳ ai bí mật của bạn ấy. Nhưng chuyện này ba nhất định không nghe con. Cứ muốn lên tàu. Ba biết không, Jin có khả năng thấy trước tương lai. Trời ơi, các con bây giờ xem nhiều phim ảnh quá, thành ra như người trên mây. Và bạn ấy bảo con là cha con ta sẽ bị sóng nhấn chìm đúng không? Thôi được rồi, con sợ hãi thế này thì đi du lịch cũng mất vui. Ba sẽ mua vé máy bay, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Và con tàu đó đã bị nhấn chìm giữa biển. Toàn bộ thủy thủ đoàn và hành khách biến mất. Anh lái xe nhanh lên. Việc này là sao? Cô bé đó sao có thể phá hỏng dự định của chúng ta? Sao cô bé đó có thể thấy trước được mọi việc?
Chuyện này không đơn giản đâu, chúng ta cần báo cho Thượng Đế biết. Cô bé ấy đã ngăn cản việc một người mẹ muốn gặp con lần cuối trước khi qua đời. Vì quá đau khổ, tuyệt vọng, người mẹ đó đã không thể lên thiên đường. Bởi xích mích giữa cha mẹ và người cha đã chia cắt hoàn toàn tình mẫu tử, ngăn cản mẹ gặp con. Chúng thần định đưa cô bé tới với mẹ lần cuối, nhưng việc đó đã không thể xảy ra. Biết trước tương lai, cô bé đó chỉ có thể là con giữa con người và thiên thần. Mau gọi thiên thần Sally tới đây. Thì ra đứa bé đó là đứa con ngày nào của thiên thần Sally ư? Xin người trừng phạt thần. Ngày đó, trước khi phải biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cha con Jin, thần ích kỷ muốn dành cho con mình một khả năng đặc biệt. Thần niệm phép cho Jin có khả năng thấy trước tương lai. Khoảnh khắc biệt ly đó làm thần rối trí. Thần chỉ nghĩ được rằng có khả năng đó, con bé sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn. Đúng là người đã rối trí đến thành mù quáng. Việc biết trước tương lai chỉ làm con bé thu mình lại, đánh mất hết niềm vui tuổi thơ. Và bây giờ, con bé còn làm rối tung số mệnh của người khác. Lúc ấy, thần chẳng kịp nghĩ về hậu họa nào khác. Rồi từ khoảnh khắc đó, thần phải lìa xa con mãi mãi. Hình phạt đó đối với thần còn đau đớn hơn hình phạt lớn nhất của thiên giới là mất đi đôi cánh. Khi giải người về chịu phạt, ta cũng có lỗi khi chỉ đặt người trong vị thế một thiên thần, chứ không phải là một người mẹ. Ta sẽ cử đội sứ giả cố gắng khắc phục những biến cố. Còn về Jin, cô bé không có lỗi gì cả. Jin phải được trả về tuổi thơ hồn nhiên. Con bé đã quá thiệt thòi rồi, và người sẽ được phép xuất hiện trong những giấc mơ của con bé. Cảm tạ Thượng Đế nhân hậu. Jin từ đó quên đi những ký ức đã qua. Cô bé trở về với tuổi thơ bình yên của một cô bé 9 tuổi. Jin sống êm đềm bên cha và những giấc mộng ngọt ngào về mẹ. Khoảng cách xa nhất. Thì ra bọn mình đã yêu nhau được 3 năm rồi. 3 năm rưỡi. Chia tay hay tiếp tục, chiều nay mình gặp nhau ở nơi bắt đầu rồi quyết định. Xem ra cũng đến lúc anh ấy mệt mỏi rồi. Đã bao lâu rồi anh ấy không cùng mình đến công viên này, không nói những lời yêu thương, không lãng mạn và quan tâm. Chết thật, điện thoại mình lại hết pin rồi. Đành đến chỗ ghế đá ấy đợi cô ấy vậy. Sao anh suốt ngày lôi chuyện xấu của em ra nói thế? Anh không khen em được một câu à? Em xem em có muôn vàng tật xấu như thế mà anh vẫn yêu em lâu vậy. Lẽ ra em phải tự hào về chuyện đó chứ. Anh có thôi đi không? Giá mà có thể quay lại cái thời yêu đương vô tư ấy, không có áp lực công việc, áp lực cuộc sống như bây giờ. Lại không bắt máy, lúc nào cũng công việc, công việc. Không biết anh ấy có nhớ hôm nay hẹn mình ra đây không nữa. Ba năm trước. Đi gần hết công viên mà không tìm được cái ghế trống nào. Ôi, cái chân của tôi. May quá, kia có một cái ghế trống. Anh gì ơi, anh có thể tìm ghế khác ngồi được không? Tôi muốn được yên tĩnh, mà tôi đã ngồi đây trước rồi. Anh nên... Tôi mới là người ngồi đây trước. Cô có thể yên lặng ngồi đây hoặc tìm chỗ khác nếu cô muốn. Ở đâu ra cái con người thô lỗ thế này? Được lắm, anh chiếm mất sự riêng tư của tôi, thì tôi cũng không để anh yên đâu. Xin lỗi, tại chỗ này chật chội quá. Thật ra đây vốn là chỗ của tôi và bạn gái hay ngồi. Nếu cô không thích thì có thể đi chỗ khác. Anh được lắm, tôi cứ ngồi lì ở đây đấy. Anh làm được gì tôi nào? Tôi đã nói rõ đây là chỗ của tôi và bạn gái ngồi. Nếu cô nhất quyết muốn ngồi, tôi đành phải chấp nhận người bạn gái như cô vậy. Anh nói cái gì vậy? Bây giờ anh chỉ toàn im lặng và chúng ta ngày càng xa cách. Anh đã cố gắng làm mọi thứ cho em, cho tương lai của chúng ta, nhưng em lại không nhìn ra, cũng không hiểu. Công viên gió mát thế này mà ông không nói sớm. Cái gì? Bà đói rồi hả? Cái ông này,
Tôi bảo nói chứ có phải đói đâu, vừa ăn cơm xong mà. Bà muốn ăn cháo gà hả? Ôi, ông này điếc rồi, thấy có chán không? À, bà muốn ăn trầu không hả? Tôi lúc nào cũng mang theo cho bà đây. Thôi thì tôi ăn trầu, không nói chuyện với ông nữa. Bà biết không, ngày nào tôi cũng ra đây thể dục, thấy mấy đôi trẻ, chúng nó yêu nhau khác mình ngày xưa lắm bà ơi. Ông thấy gì kể tôi nghe xem nào. Chúng nó yêu nhau nhanh lắm mà cũng dễ bỏ nhau lắm. Có hai cô cậu mới hôm qua còn cười nói thân mật, mới hôm sau đã thấy cãi nhau gì to lắm. Cái thời mình yêu nhau cách núi cách sông, cả đời chỉ đủ yêu một người. Giờ cái gì cũng dễ dàng, nhanh chóng, ấy vậy mà ít lâu bền lắm. Bà nói cái gì thì nói lớn xem nào. Tôi đã nặng tai, bà cứ hay làu bào một mình. Không biết bà đang nói gì, tôi bực lắm. Tôi bảo ông thì điếc, tôi thì mù lòa, vậy mà ở được với nhau cả mấy chục năm rồi. Nửa đời người rồi đây bà. Trong suốt thời gian đó, cái gì sai hỏng mình đều cùng nhau sửa chữa. Còn bây giờ hư hỏng rồi, người ta chỉ muốn đổi cái mới thôi. Cụ bà thì không nhìn thấy những hành động quan tâm của ông, còn cụ ông thì không nghe được những lời yêu thương của bà. Có khác gì mình và anh ấy đâu. Có nhiều trở ngại như vậy mà hai cụ vẫn thấu hiểu và yêu thương nhau lâu như vậy. Mình với Ngọc chỉ có việc nói cho nhau hiểu cũng không làm được. Ờ, anh Mạnh, anh ấy đứng đó từ bao giờ? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em cũng sai rồi. Em có biết khoảng cách xa nhất là gì không? Em không rõ. Khoảng cách xa nhất có lẽ là từ suy nghĩ của người này đến suy nghĩ của người kia. Nó chính là anh yêu em rất nhiều, nhưng lại không khiến em cảm nhận được. Anh xin lỗi, nhưng hãy nắm tay anh, mình cùng nhau sửa lại những sai hỏng em nhé. Khoảng cách xa lắm thì cũng chỉ cần một cái nắm tay đã có thể xóa bỏ. Tình yêu thật ra đơn giản một chút thì sẽ bền lâu như hai cụ ấy anh nhỉ. Tình nghĩa vợ chồng. Cha đã tuổi cao, bệnh lại nặng, chắc không thể qua khỏi. Hãy hứa với cha, dù khó khăn vất vả thế nào, các con cũng vẫn sẽ luôn yêu thương nhau. Chúng con xin hứa ạ. Cha ơi, xin cha đừng bỏ chúng con mà đi. Khổ thân nàng quá, ta vốn mồ côi cha mẹ, lại nghèo khó đã là một sự thiệt thòi với nàng. Nay cha đẻ của nàng cũng bệnh nặng mà qua đời, nàng phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Chàng đừng nói như vậy, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người. Thiếp mến chàng vì con người chàng, chứ đâu cầu vinh hoa phú quý. Miễn sao hai chúng ta luôn yêu thương nhau. Chàng đừng lo lắng quá, thiếp sẽ tìm những thầy thuốc giỏi nhất chữa trị cho chàng. Ta đã làm khổ nàng quá nhiều rồi. Nhìn nàng ngày một héo úa vì ta, ta như đứt từng khúc ruột. Bệnh tình của ta đằng nào cũng sẽ đến cái chết. Nàng hãy đi đi, đi tìm hạnh phúc cho mình. Ta thật lòng muốn nàng được hạnh phúc. Chàng đừng nói vậy, em và chàng là nghĩa lâu dài. Còn bệnh tật của chàng chẳng qua là sự không may. Em xin cùng chung số phận với chàng, không đi đâu cả. Xin ngài hãy cứu chàng con. Đó là bệnh hiểm nghèo, đến nay chưa tìm ra phương thuốc nào để cứu chữa. Tôi muốn bán toàn bộ chỗ trang sức này. Chỉ được bấy nhiêu thôi ạ? Xin ông, chàng con đau ốm nặng rất cần tiền chữa bệnh. Ta không giúp được gì nữa đâu. Nhà ngươi đi đi. Em mang thuốc về cho chàng rồi đây. Chàng ơi, chàng ơi, sao chàng lại bỏ thiếp mà ra đi như thế này? Chàng ơi, chàng mau quay về đây với em. Nghĩa vợ chồng mà sao chàng lại làm như vậy? Con thủ tiết với chồng như vậy là trọn đạo. Con không nên bỏ phí thanh xuân một đời con à. Nhờ có mẹ và họ hàng khuyên nhủ, người vợ đã kết duyên cùng người mới. Năm ấy, Sơn Tây và các trấn lân cận mất mùa to, quan án được lệnh đi phát chẩn cho dân đói. Nhà ngươi, sao còn không mau đưa bác ra? Lại quan,
Tôi là học trò yếu đuối tàn tật, không ga không mùng, không nồi không niêu, nên không muốn xin gạo, chỉ muốn xin một ít tiền cho tiện. Ngươi dám bày tỏ mong muốn của mình như thế, cũng đủ thấy ngươi là một người rất can đảm. Nghe ta hỏi một vài câu đã. Hoàng hỏi thư sinh họ Đỗ vài câu về văn chương, thấy thư sinh họ Đỗ đối đáp rất tài. Ta rất ngưỡng mộ những người tài giỏi có học, nhà ta rộng, người có muốn đến ở túp lều phía sau không? Ta thấy kẻ nghèo này khốn khó mà lại rất có tài, nên cho về túp lều phía sau nhà mình, nàng thấy có được không? Nàng giờ là vợ của quan rồi, thân phận cao quý, gặp ta như vậy ta thấy không được phải phép. Chàng đã đi đâu? Sao chàng nỡ lòng ra đi mà không một lời từ biệt với thiếp? Vậy mà người đời lại nói chàng đã chết rồi. Ta cũng định khuyên sinh, nhưng có lẽ số ta chưa tận, nên vẫn còn được gặp lại nàng như thế này. Vậy thì từ giờ phút này, thiếp sẽ chăm sóc chàng, bù đắp cho chàng những tháng ngày đã qua. Nàng đừng làm vậy. Chúng ta gặp nhau như thế này vốn đã không phải với tấm lòng của quan lớn. Xin nàng hãy quay về. Thiếp sẽ về, nhưng từ ngày mai thiếp sẽ cho người hầu mang cơm nước chu đáo cho chàng. Chà, thứ nước gì mà sáng lấp lánh, lạ thật. Trời ơi, những đốt xương của ta đã không còn sưng nữa. Chàng mới nói gì? Bệnh tình của chàng đã khỏi rồi sao? Đúng là khỏi thật rồi, thật là kỳ diệu. Chàng xem, ngay cả những vết bong tróc cũng đã lành. Chàng đã lấy lại được vẻ hào hoa như xưa. Đúng là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành. Là nàng sao? Ta đã nói chúng ta không nên gặp nhau như thế này. Quan nhìn thấy lại không hay. Chàng biết không, trái tim thần thiếp đã đưa đẩy thiếp đến đây. Nếu như thiếp sớm biết chàng còn sống, nhất định thiếp sẽ chờ. Mọi chuyện là do ý trời. Nàng hãy sống thật hạnh phúc. Ta sắp sửa lên kinh dự thi, sẽ không gặp nàng nữa. Thư sinh họ Đỗ lên đường đi thi, nhờ có sự giúp đỡ của vợ chồng quan án mà đậu tiến sĩ. Nàng làm gì thế này? Nàng hãy trở về đi. Thần thiếp xin theo cùng chàng. Tội lỗi với trời, thần thiếp xin chịu. Không được, nàng là vợ quan án và mãi mãi là vợ quan án. Ta không thể làm vậy, không thể vô ơn với quan như thế. Các ngươi hãy đi đi, hãy cùng nhau sống hạnh phúc với phần đời còn lại của mình. Lại quan, xin quan tha thứ cho kẻ vô ơn này. Xin chàng hãy tha thứ cho thiếp. Thiếp không muốn lừa dối chàng. Thiếp thực sự còn rất nặng lòng với chồng cũ. Ta đâu có trách cứ gì đâu. Ta sớm đã biết câu chuyện giữa vợ chồng hai người. Giờ hãy đi đi, có khó khăn gì cứ về đây tìm ta. Đa tạ ngài đã thương cho chúng con. Suốt cuộc đời chúng con sẽ khắc ghi ân đức của ngài. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.